Tao bảo thế đó không nghe, họ bảo ít nữa. Cái nghe nhất nữa nữa. Xích. Xin cảm ơn các nghệ nhân, xin cảm ơn quý khán giả. Chương trình Sắc màu văn hóa Gia Lai bảo tồn và phát triển sáng hôm nay đến đây tạm thời khép lại. Thay mặt những người làm chương trình, thay mặt bà con Ba Na từ Sơ Tơ, Sơ Tung, Thị Cầu Đa, một lần nữa